Hello, xin chào bà con. Hôm nay em đang có mặt tại chợ Gạch Mút nè, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long nha. Hôm nay em đi quay chợ quê này cho cô chú anh chị xem nha. Và bữa nay em cũng rảnh á, rồi em cũng đi quay cho cô chú anh chị xem về chợ quê Gạch Mút này nha. Đây chợ nhỏ nhỏ cô chú anh chị chứ cũng không lớn. Thì để em quay về chợ quê này cho cô chú anh chị xem. Ở đây là gần cái cầu Cần Thơ á cô chú anh chị. Cái cầu Cần Thơ là nằm ngoài đường lộ á. Rồi đây cái cầu Cần Thơ là đường ở ngoài này đi vô nè. Chạy cỡ 5 cây số rồi tới chợ này rồi. Rồi hôm nay em đi vô đây quay cho cô chú anh chị xem về chợ quê này nha. Nay bán được hả anh Duột? Hôm nay nắng đỡ hơn mưa ha, chỗ này không, bữa nay nắng thiệt à. Bữa nay giờ nắng quá nắng luôn. Nè anh bán dép nha. Hàng cho đất mới về, Còn đóng hỏi vừa thổi luôn. Vừa thổi mà vừa đi luôn á. Bánh mì mới ra lò luôn. Rồi em xin mời cô chú anh chị đi với em tiếp nha. Đi vô trong chợ coi bà con buôn bán ra sao nha. Đây ta đi cũng ta bán cũng đông lắm cô chú anh chị. Đi hai bên đường người ta bán cũng nhiều lắm á. Đây cặp lại á, ta có chạy đồ người ta bán á cô chú anh chị. Để em đi dạo một vòng vô trong cô chú anh chị xem nha. Đây em đi vô trong chợ nè, có bà con đây buôn bán. Đây có anh bán nón. Ở đây là thuộc huyện Tâm Bình của tỉnh Vĩnh Long nghe cô chú anh chị. Ấp Phú Thành, xã Tân Phú của huyện Tâm Bình của tỉnh Vĩnh Long nha. Hôm nay em đi vô trong đây quay cho cô chú anh chị xem về chợ quê này nha. Đây có mấy cô mình bán cũng đồng lắm. Đây bà con đây cũng bán tập lại đường nha, cũng nhiều. Đây, có mấy cô cũng phối hợp được chưa? Chợ quê cũng thấy hơi vắng á cô chú anh chị, giờ này cũng thấy hơi vắng chứ không được đông như mấy chợ lớn á. Tại vì chợ này chợ nhỏ mà. Đi sơ ngang vòng là thấy hết rồi. Dạ con quay YouTube. Dạ. Ở đây mấy cô bán bánh. Hôm nay đông hả chị? Rồi mở chợ vắng lắm ha con. Dạ, bữa nay hơi đỡ ha. Dạ. Hôm qua là thay thảm luôn hả? Dạ, bữa nay thấy chợ nó hơi đông đông ha. Dạ. Em cảm ơn cô nha. À, em nhận cô chú anh chị đi tiếp với em nha. Dạ mấy cô bấm lên các chợ miền Tây. Dạ. Dạ. Dạ con ở An Giang. Thì mấy cô cũng hỏi cái kênh của mình á, thì cũng trả lời cho cô biết nha. Thì chợ quê cũng buôn bán cũng khá là đông luôn. Cũng chạy chạy cặp lề nè cô chú anh chị. Thì có mấy cô bán khoai từ, khoai sắn luôn nè. Đây chợ này chắc đi cỡ vòng là hết rồi cô chú anh chị, chứ không phải như mấy chợ lớn đâu nha. Đây bà con buôn bán. Chợ này đi cũng chen chân cũng lọt luôn. Rồi em mời cô chú anh chị đi tiếp với em nha. Đi vô coi bà con buôn bán ra sao nha. Đây có cô bán tỏi nha. Dạ mới vô quay lần đầu thôi. Đây có mấy cô mấy chị đây buôn bán cũng đồng ha. Chợ quê mà cô chú anh chị ơi. Thì cũng nắng lên thấy tan rồi. Đi vô ào ào được chút xíu vậy đó. Thì cũng tan rồi, sắp tan rồi đó cô chú anh chị.
Rồi con gà nó vô mua chanh luôn rồi. Dạ con quay YouTube đó cô. Bấm lên kênh các chợ miền Tây. À, chợ này lên. Chợ Phú Thành nữa. Để chơi gạch chùa gì đó, cái gì gạch gì đó. Gạch múc luôn. Gạch múc chứ mà chùa gì trời. Ở đây đâu có chùa. Gạch múc. Gạch múc chứ không phải gạch chùa. lộn gạch miễu không được. gạch miễu là ở dưới Bến Tre. À, chân cầu gạch miễu. Dạ dạ ở đây là gạch múc Phú Thành. Thấy chợ này cũng thấy thôi để em mời cho cô chú anh chị đi vô chợ cá với em nha, để coi coi chợ cá nó ra sao nha. Lâm đó nè, đủ thứ rồi. Đây em mời cô chú chị đi vô chợ cá với em. Cho cô chú chị xem chợ cá chợ quê mình ra sao. À, đây chợ cá, đây chợ cá được 3 người bán cá à, cô chú chị ơi. Tại chợ quê mà thì cũng ít chứ không có được đông như mấy cái chợ cá đâu. Đây chợ cá. Chợ cá được mấy người rồi. Rồi để em đi về ngày sau nè. Rồi mấy cô mới về rồi bán có đắt không nha. Đây chợ cá. Chợ cá của xã Phú Thành đây. Đây có mấy anh bán cá lóc rồi đây. Cá được mấy người anh cô chú anh chị, được 1, 2, 3, 4 người cá rồi cô chú anh chị ơi, cá chợ quê mà. Đi tiếp với em nghe cô chú anh chị, chợ cá có chút xíu à, đi một vòng dạo là hết rồi. Đây mấy cô bán cá, được 4 người bán cá à, không được nhiều đâu. Rồi em mời cô chú anh chị đi tiếp với em đi về dài trả lại nha, tại vì chợ này có nhiều thôi. Mình đi trở lại ngược lại đi. Mời các chú đi ra với em nha. Đi chợ này cũng vắng luôn, chị chợ quê mà. Để em quay cũng quay chợ này cho các chú xem nha. Đây chợ cá có một lọp đây thôi. Còn chợ rau này đây. Rồi em đi ra nha cô chú anh chị. Đói bụng ha anh? Đói bụng ăn chay. Bánh mì chay hả? Ăn chay thôi. Ăn chay hay là ăn gì? Nói chung là tôi là dân tộc Chăm, tôi chỉ ra ngoài chợ tôi ăn được. À, chỉ ăn được đồ chay thôi ha, chứ không ăn được thịt như muốn người ta được, ăn muốn mua cá là kia gì vậy? Dạ. Dạ đúng rồi. Mà ăn toàn là đồ chay không ăn bán trộn lộn đồ mặn không ăn được. Mà bữa nay anh bán đỡ không mà anh đi hơi vậy? Cũng được, nhưng mà tạm thôi chứ bữa nay cũng được
5-6 ký gạo hả? Em nhớ cái clip trước á là anh mấy 2 ký gạo với 4 ký gạo gạch. Là lúc đó mưa. À. Bữa nay nắng rồi thì mình kiếm được thêm 4 ký nữa. À, hình như là nhớ em nhớ là lúc cái clip trước là ở chợ gì ta? Ở chợ gì quên mất tiêu rồi. Chợ gì Ba Kè. Ba Kè. Ba Kè, Ba Kè ở Vĩnh Long với dưới kia ha. Bán cái đẹp đẹp lắm. À, ở đó lúc trước là bán trời mưa quá mưa. Còn bữa nay nắng. Đúng không? Vậy, bữa nay nắng phải đỡ. Giờ bà con ủng hộ thương thì mình bán được thôi. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn anh luôn. Đây, quay ổng ở dưới dạo Ba Kè với có lý có quay ổng dưới mà lên đây quay con gặp ổng. Có gì hỏi không? Dạ. Quay gì vậy? Dạ quay YouTube á con. Đây muốn đi dài dài ra này cô chú anh chị. Đây có mấy cô bán bưởi. Đây có bà cô bán ngồi bán đây à, bên buôn súng với rau đồ á. Quay YouTube lên YouTube. Dạ đây em đi cũng đi dài dài ra cô chú anh chị ơi. Đây chợ chợ có nhiều thôi nha, vắng cô không đông đâu. Rồi em cũng xin kết thúc clip tại đây cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào xem kênh hãy nhấn like video và đăng ký kênh nha để ủng hộ các chợ miền Tây của những video tiếp theo nha cô chú anh chị. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị nha đã xem kênh.